Cô ơi, cho nhóm em 5 phút ạ, bởi vì đường slide đang bị lỗi ạ. Ok, em sao? Hello everyone, welcome to our presentation. Now today we will talk about the technology communication in the day of COVID-19, when most classroom and their job have to shift to telework and make it the new normal work. Regular audio and visual communication and obviously more important than ever. So I want to tell you the Zoom meeting. Firstly, why Zoom is useful? Zoom is easy to set up you and manage you doing. Firstly, is Zoom easy to set up you and damage. Secondly, the single platform for meeting, phone and chatting. Modern communication for your different team and for business. Zoom app keep organization inside and Zoom being you across the enterprise and can connect with other analytics side and data. Hello. Zoom application support online meeting and fast and easy way to different user and many location at the same time. Next, I will tell you the Google Meet. Online meeting room as a form chosen by many company and organization when they need to open a meeting. This help to create physical convenience when remote company can meet with partner or subsidiary without having a travel. In which Google Meet is an online application for video calling and group meeting with audio. I want to tell you the convenient way and benefit. Why we choose the Google Meet? Because it cost saving, save time, and I want to tell you the application. During the time of working from
home due to the COVID-19 pandemic, Sunha International joined Stock Company usual meeting software to make connection to work easier. The company had used the application to work, communicate, conduct meeting to bring value and effective productivity. However, when using online software like Zoom, the company encounter problems such as unstable transmission, not sub IMAP, and sometimes signal loss. Thank you for listening. Okay. So you study the applications in Sunha company, is it? Is it? Which company? Which company you Sunha Group. Okay, so right. You know, if you want to do for Sunha case, you know, do you have the details informations, you know, for the journeys of the Sunha company since the time they apply the Zoom meetings, you know, to their you know, external stakeholder? If just, you know, got the information that they decide to use a Zoom meeting, it doesn't mean that the communications is efficient. Nó phải có thông tin. So what kinds of informations do you have more of, you know? You don't have to present it in details here. I asking just to make sure that you have, you know, adequate informations for your group work. Like you said, you're going to present pros and cons of the Zoom. That's it. That is okay. And details you will present next week. But for, you know, for the Sunha case, I would like to know more what kind of information you have. Otherwise, if you have only this, it's not, will not pass. Huh? It's too superficial. Huh? Yeah. Đúng không? Thì mình có người làm ở trong đó không? Đấy, mình có người làm nên em sẽ phải có như này nè. Tất theo quy định của công từ ngày mà công ty mua cái phần mềm Zoom meeting nhá, phí này, đúng không? Bao nhiêu tài khoản này của người ta là người ta phải có này. Xong đấy là tất cả các cái bộ phận nào thì sẽ chuyển sang này, đối tác nào thì sẽ chuyển sang các cái kênh như thế nào này. Trước đây của nó là chủ yếu là người gọi điện hay gì gì đấy, nó sẽ phải có các cái nghiên cứu thì như thế em mới làm được, nhóm làm được nhá. Vâng ạ. Well, okay, they will be, I think they will be, you know, a case study, even the Vietnamese case studies, you know, for the technologies. But the thing is that you need to certain about what you are looking for. Chúng ta phải rất là chắc chắn về những cái mà chúng ta đang tìm. Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm được, tôi nghĩ là các bạn tìm đơn giản. Các bạn tìm trong nháy mắt, chỉ có là bây giờ các bạn chưa rõ lắm là các bạn đang tìm gì thôi, đúng không? Chứ còn việc tìm của các bạn thì có vấn đề gì đâu, các bạn tìm được hết mà, đúng không? Nhá. Đấy, case study của chúng ta là như thế. Bình thường bài của chúng ta nó sẽ như thế này, in channel các nhóm của chúng ta này. Là thứ nhất ý, của chúng ta là chúng ta sẽ phải có, sẽ có một cái, tức là cái các cái công nghệ thông tin liên lạc hiện nay đấy, nổi trội và tầm quan trọng của thông tin liên lạc đối với lại doanh nghiệp. Đấy là một trong những cái phần đầu để làm cho các bạn đó đầy đủ, nó có đầu có đuôi. Xong đó rồi, đến cái nội dung thứ hai của chúng ta là chúng ta sẽ giới thiệu về công nghệ mà chúng ta lựa chọn, ngóc ngách về các cái công nghệ đấy mà chúng ta lựa chọn, nó mới dài được, mới có thông tin để nói. Đúng không? Và nếu như thậm chí nó có vẻ lẫn gì gì Zoom với lại những thứ khác thì mình lại còn có một hoặc hai slide để phân biệt nó với các công nghệ khác nữa của nó. Đấy, các cấu phần của nó là gì, các đặc điểm của nó ra làm sao và ưu nhược điểm của nó như thế nào. Phần thứ ba là phần rất quan trọng, đấy là phần case study của chúng ta. Tại sao mà cô có nói là phải search là vì như thế. Cho nên search mấy cái này thì nó rất là nhanh. Search cái case study để ở đó, bao giờ những cái doanh nghiệp mà ứng dụng các cái công nghệ thành công, bao giờ họ cũng viết thành các cái case study hết. Đấy, để cho các cái doanh nghiệp khác người ta học hỏi. Mà đồng thời là cũng là gì nữa, họ còn phải bán cái công nghệ nữa chứ. Cái này của nó là để bán chứ.
đúng không? Và phần cuối cùng tức là ngóc ngách của nó từ cái gì? Của chúng ta sẽ có từ là cái bối cảnh của nó là như thế nào, doanh nghiệp đã chuyển sang như thế nào, những cái thách thức họ trải qua, những cái kết quả họ đạt được đấy của nó phải là như thế. Và nếu cần nữa thì chúng ta sẽ có cả một vài một số những cái gọi là một số những cái đấy, nó còn có một số các cái thông tin về các cái doanh nghiệp chính nữa của nó nhé. Và phần cuối cùng của chúng ta sẽ là phần conclusion và recommendation để cho các cái doanh nghiệp khác khi mà người ta muốn triển khai cái này thì một trong các rào cản đó là gì, mấy rào cản và cách vượt qua các cái rào cản ra làm sao. Ví dụ như khi chuyển sang chẳng hạn, mọi cán bộ công nhân viên không biết sử dụng, thì cuối cùng họ phải tiến hành thực hiện đào tạo và chiến lược họ đào tạo là như thế nào, ví dụ như thế. Cho mình không có case study mình sẽ không biết được nhá. Phải có case study là vì như thế, chứ không phải là mình dùng dịch vụ và mình thấy người ta dùng cái đấy thì mình nói là mình sẽ làm cái đấy thì lúc đấy mình sẽ không có thông tin đâu. Thế nhóm 3 nhá. Kể cả các cái nhóm khác của chúng ta để chúng ta nghe theo. Ok, Cô we'll move to. hỏi ạ. Sao em? Vừa đấy cô có bảo là những cái mà như kiểu là những cái thông tin ấy à, thì mình như kiểu là cô bảo là phải hỏi rõ xem là kiểu người ta sẽ mua những acc như thế nào ấy à. Thì nếu mà cái này những cái này thì theo em là bọn em chỉ có research ở trên internet ấy à, thì em nghĩ là sẽ không có kiểu được đầy Em đủ được chính như vì thế thế đâu cho nên tại sao mà cô mới nói với em là phải có một cái nghiên cứu, nó đã nghiên cứu về case study rồi đấy, cái nghiên cứu điển hình ý em ạ. À, chứ còn không phải là em lên trên trên mạng em search lẻ tẻ nó ra được, nó là cả một cái người ta đã nghiên cứu về cái tình huống đó cơ, em phải search được các cái kết quả như thế. Cô nghĩ là nhiều, rất nhiều. Trên thực tế là rất nhiều. ạ. Thế lại cô nói ra ở đây thì nó lại sẽ trùng với một số các cái nhóm khác nhiều lắm và nhiều lĩnh vực nữa nhá. Thì mình phải search được em ạ. À, đấy em về, ví dụ như em phải search là những cái yếu tố thành công trong việc triển khai team meeting ở doanh nghiệp chẳng hạn, cô ấy giả sử như thế, nó phải là critical success factor rồi ở các cái big chance của nó. Thường bao giờ người ta cũng lấy các cái công ty, ví dụ như bên đấy cô lại đưa ra cái ví dụ là Siri của Apple. Đấy là một ví dụ rất điển hình luôn, đúng không ạ? Người ta đã tạo ra các cái trợ lý ảo để nó làm gì ạ? Để nó tương tác với khách hàng phía bên ngoài. Đó, đúng không ạ? Và số lượng nhân lực của họ sẽ giảm đi rất là nhiều để trả lời vào các cái gọi là các hotline rồi gì đấy. Đấy chính là hiệu quả. Chứ nếu như mà mình không tìm được cái case study người ta viết, người ta nghiên cứu về tình huống đấy thì sẽ rất là thách thức cho nhóm. Thế mình có thì cùng một lúc là mình có sẽ rất có rất nhiều thông tin luôn. Mình sẽ làm được ngay, mình sẽ biết được ngay. Nhá, nhóm nhá. Còn có gì nữa không? Nhóm 3, câu hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ move sang nhóm 4 nha. Nhóm 4 à. Hello teacher and everyone. I will overview the influence of our technologies on organizational communications. First, we choose the technology blockchains. A blockchain is the latter system that allow company to track or monitor transactions and do business with unverified external partner without the support of financial institutions. This technology helps to reduce problems when doing business and also brings many other benefits to businesses, such as linking the enterprise data network, publicity and transparency, confidentiality, and
thanks to the above benefits, blockchains application in the enterprise have become popular and will continue to interfere deeply in many role fields in the future, from video games, governments and government to the finance in general. In Vietnam, blockchain technology applies in many fields of financial service, more than 83%, supply chains 50%. And until now, most startups use blockchain in the financial sector like VBTCs. Blockchain has some functions like cryptocurrencies, banking or smart contracts, supply chains, monitoring or voting. Here is some reference that we use to research the blockchains. And here is structure for our final presentation. First, introductions. What is blockchain? Type blockchains. Why it's important? How it work? And advantages and disadvantages of blockchains. The influence of blockchains on organizational communications, and applicability into the industry. Case study like the Vietcombank and Viettel. Some example of companies and challenges in the futures. The last one is conclusion and reference. That's all for our presentation. Thanks for listening. Okay, thank you, the group for us. You know, so your selected technology is a blockchain. So may I ask you whether the blockchains is the is this a communications technologies between the company with the external? Em nói bằng tiếng Việt đúng không ạ? Kiểu blockchain là một cái công nghệ mà nó có thể quản lý tất cả các dữ liệu của các đối tác ở bên ngoài ạ. Right. Nói chung là nó okay. Blockchain là một mảng rất là rộng, có nhiều mảng nhỏ nữa. Chính vì thế cho nên tại sao mà cô mới nghĩ rằng là blockchain nó không phải là một cái phù hợp cho môn học này. Blockchain nó có thể giúp cho công doanh nghiệp của chúng ta hoạt động hiệu quả hơn, giúp cho nhà đầu tư tin tưởng hơn, vì chúng ta không thể thay đổi được tất cả những cái mà chúng ta đã làm, quay về và sửa. Nhưng vấn đề là môn học này của chúng ta là môn học communication, thì cái này là câu hỏi để cho nhóm, để nhóm xem nó có phù hợp hay không nhá. Ở đây của chúng ta là chúng ta dùng công nghệ để chúng ta làm gì ạ? Tăng cái hiệu quả thông tin liên lạc giữa chúng ta với lại đối tác bên ngoài. Thì nhóm 4 thử cân nhắc xem cái blockchain có phải là công nghệ như thế hay không. Nếu như nó đúng là công nghệ như thế, nó là communication technology, that's fine. Được không? Nhá. Nhóm 4 của chúng ta có hiểu ý của cô không nhỉ? Đấy, tại vì của mình ở đây nhé, cái đầu bài của nó rất là rõ ràng, đúng không? Đầu bài của chúng ta là chúng ta phải lựa chọn đến một cái công nghệ thông tin liên lạc, để giúp chúng ta kết nối với doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài của doanh nghiệp. Mà cái công nghệ đấy thì được chứng minh là một công nghệ hiệu quả để cải thiện được cái việc truyền thông tin từ bên trong ra bên ngoài của nó. Đấy, đầu bài của nó là như thế. Thế thì thử xem cái blockchain của nó có phải là công nghệ gửi thông tin không? Thì lúc đấy mình sẽ phải nói nhá, cái công nghệ, bất kể em dùng cái công nghệ nào, chẳng hạn chatbot thì chúng ta cũng sẽ phải mô tả nó là gì, và dựa trên đấy nữa nó mới toát lên được rằng là cái công nghệ này nó có phù hợp, có đúng là cái công nghệ để thông tin liên lạc với lại khách hàng hoặc những cái đối tượng rộng hơn là các đối tượng bên ngoài hay không. Đấy, Chi nhá, nhóm 4 nhá, có phải Chi không nhỉ? Lê, đấy, thì chúng ta thử xem nhá, được không? Ví dụ như là những cái doanh nghiệp mà áp dụng blockchain chẳng hạn, thì thường các nhà đầu tư thì cô nghĩ là người ta cũng sẽ tin tưởng. Tại vì sao? Tại vì anh không giấu được, anh không sửa được,
nó như nào, nó nguyên như thế, không ai sửa được. Thì blockchain nó là vậy. Thì nhóm 4 rồi chúng ta thử nghĩ xem nhá, được không? Alright. Được không nhóm Vâng ạ. 4? Ok. Rồi. Nhóm 5 nào? Dạ vâng ạ. Hi everyone, we are group number 5 and we are going today to talk about the chatbots in business communication. First of all, we will choose chatbots as technology that help business increase their ability to communicate with customers. Chatbots can be flexibly designed to serve each specific field and industry as mentioned above, improve customer experience. Certified customer, chatbot can help companies and organizations increase customer experience, increase satisfaction, meet needs with a higher rate than direct care staff customer care. And the next, in the table of content, we divide them into six parts. So as you can see, the number one is what are the chatbots? That means the definition and classify of chatbots. Number two is the value of chatbots. That means the value and use that chatbot bring to businesses as well as their customer. Number three is how to use chatbot and the users. That means users and customer find that chatbot one. Number four is the social media chatbot. That means platform that can use chatbot like Facebook, Zalo, Twitter, and so on. Something like that. And number five is chatbot example. That means specific example of chatbot in practice, like Evernote. And the last is to compare chatbot with email marketing. With the next part, as you can see on your screen, we have list some reference link that we need rely on content. And thank you for your listening and follow. We hope to receive your comment and make our upcoming presentation more complete and clear. Thank you. Thank you, and Trang hả? This? Trang. Okay. Thank you. Now just stay there with your slides. Yeah. Stay with your slides out here. The chatbot, how to use that is. Everything that one it should group, you know, the values or benefits of, should group in one's you know, in one contents, in one sections, yeah, like introductions about the chatbot. Okay, and then you have what is social media chatbots. These things I don't really understand what you mean here. You mean that there a lot of the company are using chatbots and they have the social media. Is that what you mean? Cái contents number four. Đây là những cái case mà như Facebook, Twitter hay Zalo đã sử dụng chatbot như yeah, nào that để is, làm. It in illustrates that, you know, a lot of company using chatbots, right? And they are the social media they are used, and many more others types of the business also use chatbots. And here you mentioned some, you know, famous social e-commerce, I think, social media using the chatbots. This is and chatbot examples. Yeah, and that one you should, you know, go in depth, more in depth. That is chatbot examples. You mentioned several here. Yeah? But you know, make sure that you have the information for, you know, details enough information for these cases. Yeah? Vì đấy là nội dung chính của chúng ta. Tất cả những cái trên từ 1 cho đến 2, 3, 4 của ở đây bài của mình thì cô sẽ gộp vào lại thành một cái là giới thiệu về cái chatbot thôi. Đấy, 4 cái nội dung đấy thì nó chỉ có gọn gàng nằm ở trong cái phần gọi là vẫn là đang giới thiệu về chatbot thôi. Đúng không? Sao mà
assist the compare chatbot with the email marketing. What do you mean here? What kind of information do you have in the content 6? Em có cái gì ở đấy? So sánh sự tiện lợi của chatbot hơn là email marketing. Okay, so you compare the benefits of chatbots with the others. You know, chatbots actually is direct marketing. Chatbots is direct marketing. Email also direct marketing. Okay, different form. But why we need to, you know, to compare these kinds of things? If you want to have the comparisons, you group it into the first sections, you know, introductions about the chatbots. Chữ này chúng ta nhớ không? Nó vẫn đang là những cái nội dung giới thiệu chung, thế thì mình sẽ đưa lên trên nhá. Vì đấy không phải là cái nội dung chính trong cái bài trình bày của chúng ta. Bài trình bày của chúng ta tức là cái effectiveness of the chosen technologies in improving the communications from company and outside to outside. That is the main objective. Thế thì cái đấy là nó sẽ nằm tất tần tật, cái đấy là kỳ vọng là nó sẽ nằm ở trong cái năm của chúng ta. Được không? Nhóm. Đấy. Vâng ạ. Thì phải tập trung vào cái năm để cho chúng ta có bằng chứng, chứng cứ vân vân nhá. Thế là được. Right. Okay, and the last group. Last group. So hello everyone. Today, Group 6 will present to you about the technical communication named Oracle Eloqua Marketing Automation. the first one about the selected communication technology. We have present about the marketing automation and to specify is Oracle Eloqua. This OE is a software as a service platform for the marketing automation offered by the Oracle that aims to help the B2B marketers and organizations manage marketing campaigns and sales lead generation. This create more closed loop marketing and sales activity as manage cross channel B2B marketing campaigns that nurture list across each stage of the buying process and the best in the class B2B marketing automation solution. This OE marketing automation offers campaign designs, advanced list scoring, real-time firmographic data, and integrated sales tools. And about the structure of this presentation, we have three main parts. The first one is introduction about the marketing automation and Oracle Eloqua. Firstly, about the marketing automation, we have the definition, characteristic functions, advantages, limitation in the area application. And next is about the Oracle Eloqua team. So we have the definition and this pros and cons of this technology. Next, about the Oracle Eloqua applicability, we have details analysis of this technology application by three companies as a case study. The first one we have the Hunter Douglas. The second one is the Mark Truck. And the first one is Sweetcom. We have also each company. We have show that the summary, the business challenge, and why this company choose this technology. And the last one is the result. And the last part of our presentation is a conclusion and recommendation. About the reference, we have showed three references, and about we have searched in the website
in the main web in internet and also have the case study in the scholarship. Thank you for listening. Okay, thank you. Can you explain to me what exactly is this technology, and how it can use to communicate with the outsider? Are you working here? Is any of you here working here? Why is Iloqua? Phần mềm này dùng làm gì em? Nó là kiểu phần mềm để tự động tiếp thị và cho các doanh nghiệp ấy. Nó là một nền tảng để trao đổi cái data khách hàng giữa các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể kiểu nuôi dưỡng các khách hàng tiềm năng trong từng giai đoạn của việc bán hàng cũng như là mua hàng ấy. Right. Thế đây có phải là cái slide để tiếp thị của cái Iloqua này không? Oracle Iloqua này không? Đã không ạ. Cái này. Thế thì em chỉ nói với cô là họ liên hệ như thế nào nào? Ví dụ như phần như với cô nhá, cô nghĩ đây là một phần mềm quản lý về kinh doanh của công ty. Nó có rất nhiều các cái phần mềm quản lý cái nọ, quản lý cái kia. Đấy, và phần mềm này thì cái chữ của nó là gì? Chữ của nó là phần mềm về marketing, phải không? Vâng ạ. Thế thì cô muốn biết là nó hoạt động như thế nào để mình chính là xem nó có phù hợp không ấy. Đấy, em xem nó có phù hợp không đây. Ví dụ nhá, em nói là để manage marketing campaign và sale lead này, generation. Đấy. Thế thì cô không biết là nó tương tác với đối tượng bên ngoài như thế nào. Vì cái này nó có giúp không? Hay nó là một cái platform, nó một cơ sở dữ liệu, nó giống như là data lake ấy, của công ty. Thì em thử giải thích xem. Why this software? It should come from the ideas of somebody else. Yeah. In the maybe you have the relatives who are working in the company using these softwares or selling this software. Cho nên cô muốn hỏi ý tưởng cái phần mềm này cụ thể nó là gì? Đó. Nó liên hệ như thế nào? Ví dụ như là cái chatbot chúng ta sẽ hình dung luôn đúng không? Bật cửa sổ lên của công ty để cho mọi người có thể đặt câu hỏi tương tác. Đấy rõ ràng là cái communication rồi. Đúng chưa? Thế còn cái này thì nó như thế nào? Ví dụ như bên ngoài người ta dùng được như thế nào? Bên trong dùng được như thế nào thì mình có nắm được không? Ví dụ như cô là một doanh nghiệp như chẳng hạn. Thế cô sẽ tương tác với lại công ty của mình qua phần mềm này à? Đấy, ý cô là như thế. Đã hiểu không? Sang. Thì mình thử xem ví dụ như cái ý tưởng này này, cô nghĩ đây là một cái đặc biệt. Ý tưởng này chắc là phải ai đó, người nhà ai đó đúng không, có thể làm cái này. Mình có thể mình hỏi thêm, mình phải hỏi họ để đảm bảo cho họ biết rằng là đây là bài tập về cái phần mềm thông tin liên lạc. Xin lỗi, không phải về phần mềm thông tin mà về shop, à phần là về phần công nghệ về thông tin liên lạc. Thì họ sẽ là ở cái này thì nó sẽ kết nối với lại khách hàng đi, hoặc nhà cung cấp của chúng ta như thế nào. Nếu như không có cái này thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào, thì lúc đấy em mới biết được đúng không? Thì cái này mình đã nắm được chưa? Mình có nắm được không? Mình phải nắm được thì cô nghĩ là mình phải nắm được ấy, thì mình mới làm, nếu không thì nó sẽ rất là rủi ro. Đấy, mình là người mà làm về nó thì về mặt nguyên tắc ấy, mình phải là người hiểu nhất về nó. Và để hiểu thì mình phải giải thích được một cách rất là thuyết phục về nó. Nhắm mình phải không? Vâng ạ. Thì ý nhắm là sao? Ý là lúc bọn em tìm hiểu thì bọn em tìm hiểu là cái logo này nó là một cái gọi là một cái cơ sở dữ liệu nổi tiếng trên thế giới ạ. Thì nó phải là một cơ sở dữ liệu, nó là data lake. Cô thì cô hiểu nó sẽ là như thế. Các cái dữ liệu của doanh nghiệp sẽ store vào đó, xong dựa trên đấy bắt đầu mình sẽ phân tích, mình ra được cái nào mình cái kia. Nó giống như là nhiều
những cái ERP ấy, chẳng hạn. Đây cô sách là một trong những cái tương tự đấy. Nó có thể có nhiều module, đây là một trong module của họ. Đó, cô đoán là như vậy. Đấy. Nếu thế thì nó không phải. Nhưng mà nếu thế thì để đưa vào đây này nhé. Bây giờ lợi nhóm hình dung như này, để làm sao có dữ liệu đưa vào đây thì họ sẽ phải lấy từ đầu, ví dụ đầu kế toán chẳng hạn, họ sẽ phải lấy từ đầu nhân sự chẳng hạn, họ sẽ phải lấy từ đầu gì 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 đấy mới đưa vào. Thế thì những cái họ lấy từ đầu của phần quản lý khách hàng đi chẳng hạn, để tôi có doanh số rồi có các cái thứ khác. Thế thì nếu như mà em muốn làm thì phải ở cái đầu cuối đấy, công nghệ ở đầu cuối đấy, tức là sao để tôi tương tác với khách hàng, sao tôi tương tác với nhà cung cấp, thì lúc đó em mới có số liệu về, có số liệu về phát em đổ vào đây, phải không? Đấy, cái này nó gọi là data lake em ạ, một cái gọi là kho dữ liệu của doanh nghiệp, tất tần tật dữ liệu từ vận hành, nhân sự, từ các thứ đưa vào đây. Đó. Cái đấy là sẽ giúp cho cái gì gì em biết không? Cái đấy ấy, thì cái này thì là có thể được xem như là giúp cho gọi là thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Ok. Nhưng bài của chúng ta là đang hướng tới thông tin từ bên trong ra bên ngoài. Đúng không ạ? Và từ bên ngoài vào bên trong. Tức là từ doanh nghiệp của chúng ta đến đối tượng bên ngoài. Cái đầu bài của chúng ta là thế đúng không? Đó. Thế thì nhóm về xem lại nhá, nhóm nhá. Nhóm về xem lại, và nếu như mà cần phải thay đổi hay các thứ khác thì mình phải làm sớm đi cho nó kịp. Đó. Ở đây thì cô thấy là rất nhiều nhóm là làm về cái gì? Rất nhiều nhóm của chúng ta là làm về 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 AI, và trong AI là chúng ta chọn chatbot. Đấy. Thì các cái nhóm khác của chúng ta khi có cơ hội thay đổi, ta có thể nên chọn những cái công nghệ khác chứ không cứ phải là AI. Phải chatbot, xin lỗi. Trong AI nó có nhiều công nghệ. Đó. Đấy, thì chatbot của nó là một của nó ở trong đó. Rồi, nào. Vì cái phần tới của chúng ta nó chiếm một cái tỷ trọng điểm được xem là lớn nhất đấy của chúng ta đấy, cho nên là tôi cũng muốn là các bạn nỗ lực để làm sao mà chúng ta có được cái kết quả tốt nhất ở trong cái tuần tới. Đó. Thế thì tổng hợp lại của chúng ta là như thế này. Trên thực tế ấy, thì kết cấu của bài này nếu như ai đến mà tinh ý thì chúng ta hoàn toàn có thể kết cấu theo bốn nội dung sau, và nó sẽ phù hợp hết cho tất cả các nhóm của chúng ta. Chỉ có là chúng ta chọn những cái công nghệ khác nhau và chọn các cái application khác nhau. Application ở đây chính là case study khác nhau thôi, thì nó sẽ khác nhau. Phần thứ nhất của chúng ta ấy, thì có thể là cái phần gọi là công nghệ và cái mối quan hệ giữa công nghệ và truyền thông trong doanh nghiệp. Đấy. Thì lúc đấy mình sẽ tập trung rất nhiều những cái công nghệ bây giờ, và nhiều công nghệ đấy đã giúp rất là chung chung của nó là như thế, importance của cái công nghệ truyền thông. Đó. Nội dung thứ hai sau khi mình phải đi từ chung đến riêng nhá. The second part của chúng ta là chúng ta sẽ tập trung vào gì? Và the second part của chúng ta là chúng ta sẽ tập trung vào đúng cái công nghệ chúng ta lựa chọn. Bạn muốn viết gì thì viết rất nhiều thứ về công nghệ lựa chọn, nó phải nằm ở trong đó. Và nó là independence with the enterprise. Nó không động chạm gì doanh nghiệp, doanh nghèo gì các thứ ở đây cả. Nhớ, đấy là phần lý thuyết của chúng ta đấy. Phần lý thuyết mình nghiên cứu về các cái khái niệm mà chúng ta, đề tài của các công nghệ mà chúng ta chọn của nó ở trong đó. Nội dung thứ ba của chúng ta sẽ là cái case study đấy. Và case study đấy phải được chọn là case study sẽ minh họa cho cái gì à? Cho cái công nghệ mà chúng ta chọn ở cái phần 2 đấy, để cho thấy rằng là doanh nghiệp của chúng ta rất là hiệu quả. Đó. Trong cái phần giới thiệu về ứng dụng của cái doanh nghiệp đó thì chúng ta có thể có hình dung là chúng ta có thể có là những cái thông tin chung về doanh nghiệp. Là những cái thông tin gì, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có những thông tin gì, và sau đó chúng ta mô tả toàn bộ các cái lộ trình mà doanh nghiệp của nó thực hiện đưa cái công nghệ truyền thông đấy vào trong doanh nghiệp, và bây giờ cái kết quả của nó đạt được là như thế nào. Đấy là phần thứ ba, đúng không? Phần thứ tư của chúng ta thì là chúng ta đã có mở đầu rồi, thì chúng ta sẽ có phần đây là phần kết luận.
cả kiến nghị. Đấy. Thế thì với phần kết luận và kiến nghị này thì các bạn sẽ tập trung vào kết luận, tức là gì, là đấy là một công nghệ rất hữu hiệu cho doanh nghiệp. Tuy nhiên khi mà ứng dụng triển khai thì đây là những cái điểm cần ý, lưu ý của nó là như này, và kết quả của nó thì trên thực tế nó sẽ phụ thuộc vào những cái gì, kiểu kiểu như thế. À, nó sẽ rất khác nhau giữa các cái doanh nghiệp kinh doanh khác nhau, bản chất kinh doanh của họ là khác nhau. Đấy. Đó. Và cái nữa là ở đây chúng ta phải biết đây không phải là một bài chỉ có hời hợt một vài các cái slide. Và bình thường các cái bài khác của chúng ta ấy, là bao giờ chúng ta cũng phải nộp hai sản phẩm, một là báo cáo và hai là slide. Thế thì cái deliverables của môn này là gì? À, chúng ta nộp ở đây là gì? Một là sẽ là slide. Oh, slide chúng ta thuyết trình. Hai là ba cái file, ít nhất là ba cái file tài liệu tham khảo của chúng ta. Đó. Đấy là sản phẩm mà các nhóm của chúng ta nộp đấy. Các bạn sẽ đưa vào một cái folder, bạn pack ở trong cái folder đấy, tên của nhóm, và trong đấy sẽ có slide và trong đấy sẽ có các cái tài liệu tham khảo để chúng ta dùng để đọc, tại vì cái bài của chúng ta nó phải được build up ở trên đó nhé. Thì đấy là cái một cái bài tập nhóm của thời gian sắp tới. Bạn, cái nhóm của chúng ta có thấy rõ không? Trên thực tế thì cô nghĩ là cái kết cấu bài của nó là cũng rõ đấy. Đấy. Và chúng ta nhớ rằng là các case study luôn luôn sẽ viết cho những cái doanh nghiệp lớn. Còn bạn muốn search các case study của Việt Nam thì cũng nghĩ Việt Nam chỉ có một vài các cái doanh nghiệp lớn thôi. Ví dụ như Vinamilk, xem là doanh nghiệp hiện nay là vốn hóa hoặc là có mức độ tin cậy lớn nhất ở trên thế giới của Việt Nam. Chứ cũng không phải là Viettel. Vinamilk chẳng hạn. Thì thường khi người ta viết cái case study ấy, đấy, thì người ta rất hay viết cho những cái doanh nghiệp nó lớn lớn một chút. Đấy, chứ không phải là cho những cái doanh nghiệp nhỏ. Thì đấy là một số hint của chúng ta để các bạn có thể là tìm được các bài phù hợp và làm bài cho nó tốt hơn. Nhá. Và cái nữa đấy của chúng ta là có từ 15 cho đến 20 phút tối đa của chúng ta đấy, để cho các nhóm biết được là cái kỳ vọng bài của chúng ta nó như thế nào. Nói được ngần lấy thời gian là nó đòi hỏi rất là nhiều các cái thông tin, đúng không? Hôm nay thì lớp mình cũng đã rất là nỗ lực rồi trong một khoảng thời gian ngắn, và các bạn cũng đã bắt đầu thiết kế được các cái slide tập trung vào để thể hiện cái nội dung mà chúng ta sẽ làm và các cái mong muốn của chúng ta. Mà cái này là các bạn làm trong bao lâu? Cái này các bạn, tôi nghĩ là cô nhớ là cô viết cho các bạn hôm không biết là thứ bảy chủ nhật hay là cái gì đấy. Thế thì các bạn cũng sẽ mất, cô nghĩ là cũng là sức lực của rất nhiều người và chúng ta đóng góp vào bài đó, và chúng ta cũng mất một vài ngày. Thế mà các bạn nói chắc là vài phút, 3-4 phút của nó ở trong đấy. Vậy thì chúng ta có hình dung được là một cái bài kia của chúng ta mà nói nhiều thời gian như thế thì cái số lượng thời gian công sức cũng như số lượng slide của nó sẽ phải nhiều hơn nhiều, đúng không? Đó, thế để các nhóm của chúng ta sẽ dành đúng cái gọi là nỗ lực cần thiết để cho cái bài tập nhóm này của chúng ta nhá. Rồi, chúng ta có câu hỏi gì không? Cô ấy thuyết trình khoảng bao nhiêu phút ạ? Đấy, cô vừa nói đấy, thuyết trình của mỗi một nhóm tối đa là 20 phút và tối thiểu là 15 phút. Và ở đây tất cả các thành viên đều phải thuyết trình. Bạn chia như nào, chia như tất cả các cái thành viên thuyết trình. À, chứ không phải là chỉ có một người thuyết trình nhá. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta rõ hết rồi đúng không? Cô nghĩ là các bạn rõ thì các bạn sẽ làm được. Ok. Vậy nhá, và lưu ý cách viết tài liệu tham khảo. Chứ cần viết tài liệu tham khảo nhưng mà chúng ta là không đúng nhá. Là nhớ không? Phải đọc vào cái bài đấy để lấy đúng các cái thông tin của nó thì mới viết được thành tài liệu tham khảo, để có được cái danh mục tài liệu tham khảo references list.
Là chúng ta còn có ý kiến gì nữa không nào? Ok, vậy là chúng ta không có ý kiến nữa thì cô nghĩ hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhá, tại vì chúng ta muốn trải nghiệm. Em thưa cô ạ. Nói đi em. Cô ơi, tuần trước cái lúc mà cô điểm danh ấy ạ, thì em lúc đấy mạng em bị lag, em bị out ra ấy ạ. Sau đấy thì em có gửi mail cho cô để cô điểm danh giúp em ạ. Ủa vậy thì hả? Em không biết là cô nhận được không ạ? Cô không. Cô không. Em có gửi mail cho cô để nhờ cô điểm danh hộ em em gửi ạ. Vào đâu? À thế là em gửi vào đâu? Em gửi qua Gmail của cô ạ. Gmail á? Thế thì vâng ạ. thế thì cô không biết, cô không thấy. Và có thể nó vào spam gì đó. Ok, không sao. Never mind, được rồi. À, thế là lần trước là làm sao mà Hương không không điểm danh em? Cái lúc đấy là mạng em nó bị lag ạ, em không nghe thấy À, cô điểm danh. Bởi vì được cô rồi, điểm danh là ok. sau cái lúc nghỉ đúng không ạ? Bây giờ cô cũng không nhớ, không sao đâu, được rồi, cô sẽ cho em nhé. Bây giờ cô Vâng sẽ ạ, điểm em cảm danh, ơn ạ. may quá, bạn Hương bạn nói thì cô mới chỉ đến điểm danh. Những bạn nào mà cô không gọi tên là những bạn cô đã điểm danh, tại vì trong quá Em trình chúng ta nói thì sao nữa em, thì là cô đã điểm danh rồi. Cô chỉ gọi những bạn nào mà cô chưa điểm danh thôi. Bạn Nam nói gì em ơi? Có ai có ý kiến gì không? Đó. Rồi Phương Anh nào có không? có ạ. Kêu em. À, bạn Nguyễn Công Đoàn. Có Mai Thu Hà. có ạ. Wow, thank you. Rồi. À, Trung Kiên, Trịnh Trung Kiên. Có em ạ. Rồi, cảm ơn em. Đây là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Em đây ạ. Thank you em. À, Nguyễn Quang Minh. Em có. À, Nguyễn Thi Ngọc. Nguyễn Thi Ngọc. Có. Okay. We have Trần Anh Thư. Trần Anh Thư có không? Trần Anh Thư nghỉ hả? À, Em Trương Thanh. có mà cô. À, ok. Trần Thanh. Rồi. Đấy, chị Thanh Tùng có không em? Có. Ok. Mai Liên. Nguyễn Mai Liên. Mai Liên có làm với nhóm 3 không hả em ơi? Ui, Nhóm bà ấy 3 nghỉ đâu? rồi ạ. À, Mai Liên nghỉ học rồi đúng không em? Vâng ạ. Khác không? Lần trước cô thấy bạn ấy còn đấy mà. Bạn Mai Liên là bởi vì là bạn ý là trượt tiếng Anh xong bạn ý đăng ký thì vẫn vẫn xin cô xin thêm vào danh sách đấy ạ. Nhưng mà xong rồi thì bởi vì nhà trường không cho phép học ạ. Ok, thế thì nhóm nhóm 3 sẽ bị loại đi bớt một bạn nhá. Được rồi, vậy là cô đã điểm danh xong rồi. Mời lớp của chúng ta nghỉ nhá, và các bạn tập trung làm bài, nếu có gì không hiểu thì cứ gửi cứ nhắn cho cô nhá. Liên hệ với cô. Vâng ạ. Okay, so we end here today. Thank you for your participations. Em chào cô ạ. Chào các em.